Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô cây tùng kim cương, cây sống khỏe thường chậu ha. Cây này là cây gin chứ không phải cây ghép nha anh chị. Cây gin. Cái thân của nó thì cỡ bằng điếu thuốc nha anh chị. Cái này em không có đo ha, cỡ bằng điếu thuốc. Đó, cái này thì được hai nhánh bay xuống rất là đẹp ha. Này em ship cả chậu cho mình luôn nha anh chị. Mã số 430. 430. Này để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Cành bay 27. Rồi, 430 cây này giao luôn chị là 350 ngàn, em bao ship ha. 431. Tàn rất là đẹp. Cành bay 20. Cành bay 20. Mã số 431. Rồi, cây này giao luôn chị 250 anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo 432. Cành bay 19. Rồi 200 ngàn anh chị. 432. 433. Cây này khá là đẹp anh chị. Cành bay 22. Rồi cái này 250 ngàn. Mã số 433. 433. 434. 434. Bay xuống luôn. Này để giá cực kỳ hữu nghị cho mình chơi luôn. Cành bay 29. Rồi 434, 250 ngàn. 435. Đang nhú đọt rồi đây. Cành bay 19, mã số 435. Rồi cũng 250 ngàn. 436. Cành bay 25, mã số 436. Rồi, cũng 250 ngàn. 437. Cái này đang cũng đẹp lắm. Cành bay 21. Rồi, cái này 300 ngàn. 437. 438. Cành bay 21, mã số 438. Rồi, 250 ngàn. 439. Cành bay 22, 439. Rồi, 250 ngàn. 440. Cành bay 18, mã số 440. Rồi cũng 250 ngàn. 441. Cành bay 21, mã số 441. Rồi cái này 300 ngàn. 442. Tùng kim cương nha anh chị, thì ghim luôn ha. Cành bay 19, mã số 442. Rồi 250 ngàn. 443. Cành bay 22. Rồi cái này 300 ngàn. 443. 444. Cành bay 16, mã số 444. Rồi cái này 300 ngàn. 445. Cành bay 24, mã số 445. Rồi cái này 250 ngàn. 446. Cành bay 20. Nhánh hay gì thôi nghe, không gì nha anh chị. Mã số 446. Rồi để dễ 250 nè. 447. Cành bay 27. Rồi. Mã số 447. 300 ngàn. Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô sơ ghi ha. Cây sơ ghi đó anh chị. Trái ăn rất là ngọt đó.
ngọt ngọt chua chua đó anh chị. Cái này là cây này là sống khỏe hết trơn nghe cô chú anh chị. Đó, em ươm vô cái chậu sống khỏe anh chị luôn, nữa em ship làm ship cái chậu luôn cho mình ha. Nè. 281. Ồ cây này bài đẹp. Này chạy đổ cũng được nè, cây này chạy đổ được nè anh chị. Ha. Này chạy đổ được. Quanh 13. Cây Siri nghe anh chị. Cành bay 17. Rồi, 300.000 luôn chị, 281. 283. Đế nè chị coi nè ha. Được sắp đế chứ. Quanh 11. Chiều cao 18. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 300.000. 283. 288. Cây này cũng rất là đẹp nè chị. Vậy nè. Quanh 12.5. Chiều cao 17. 288. 300.000. 296. 296. Quanh 12. Chiều cao 14. Rồi, 250. 296. 297. Quanh 11. Chiều cao 16. Rồi, 250 luôn chị. 296. 297. 299. Ồ, cái này quéo. Quanh 10. Chiều cao 15. Rồi, 250 chị. 299. 299. 300. Nó quái. Quanh 11. Chiều cao 14. Rồi, 250. 300. 302. Quanh 10. Chiều cao 13. Rồi, 250 chị. 302. 303. Cái này quái nè. Cái da nó vậy nha, cào cho chị coi nè ha, bình thường nha chị, da trong bình thường nè ha. Đó. Quanh 11, chiều cao 16. Rồi, cái này 300.000. Xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô Linh Sam siêu bông nha anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe nè, bông quá trời bông luôn nè anh chị. Chùm 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 luôn ha, Sam siêu bông ha. 213. Cây này nó có cái sẹo chỗ này nha anh chị, chút chỗ này nè. Quanh 16. Chiều cao 20. 213. Rồi, để rẻ 150 rồi, bao ship luôn. Này nói chung 214. Để hữu nghiện chị. 214. Quanh 16. Chiều cao 17. Rồi, 200.000 thôi, bao ship. 214. 218. Quanh 15.5. Chiều cao 19. Rồi, cái này cũng 200.000. 218. 2123. Quanh 13. Chiều cao 23. Rồi, 150.000. Mã số 223. 224. 224. Quanh đó là 12. Chiều cao 16. Rồi, 150.000. 224. 225. 225. Cái này bự to đẹp. Mà đi cái sẹo chỗ này ha, em đục đẽo rồi nè, nó thay keo lại là được. Quanh 19. 225. Chiều cao 15. Rồi, để rẻ 200.000 thôi, cái bự bành kia cũng 200.000 thôi chị, bao ship. 232. 232. Quanh 13. Chiều cao 24. Rồi, 200.000. 232. 233. 233. Quanh 15. Chiều cao 28. Rồi, cũng 200.000 thôi. 233. 235. 235. Cây này bự đẹp anh chị. Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi, cái này 200.000 thôi. 235. 236. 236. Cây này có vô dây, một nước dây. Mà này để trong gập nè. Cái nhánh này nó bị rụng lá. Cũng để rẻ chị thôi. 14. Chiều cao 37. Rồi, 236 cũng 200.000 em bao ship. 237. 237. Cây này cũng khá cây lắm anh chị. Quanh 14. Chiều cao 15. Rồi, cũng 200.000. 237. 238. Quanh 15. Chiều cao 15. Rồi, 200.000. 238. 239. 239. Cây rất là quái luôn. Quanh 13. Chiều cao 20. Rồi, cũng 200.000. 239.
240. Cái gì cây này cũng đẹp lắm nha chị. Hoành 12, chiều cao 20. Rồi 240 200.000. 243. 243. Cây này cũng quái cây lắm nè. Hoành 13, chiều cao 25. Rồi cũng 200.000. 243. 244. 244. Hoành 12, chiều cao 21. Rồi 200.000. 244. 246. 246. Hoành 12, chiều cao 19. Rồi cũng 200.000. Mã số 246. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắt bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha.
một cây dao ghép này là 150 ngàn, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó, cái này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390 ngàn. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu, đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây, em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị, hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị, em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha, hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha, hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị, cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mất nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship, mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị, bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè cô chú anh chị. Đó, thì mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nha cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá, lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe của chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó của chúng chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha.